nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thâm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đến ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đôi nghe lời con thiết tha, tình thương mang ấm ưu con ngày đêm, những thân xác hồn tràn lan ơn thiên. Cuối xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Cha Phêrô được lên chốn nghỉ ngơi. Càng thêm hay mà biết Chúa tờ sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin mời tất cả quý vị chúng ta an tọa. Trước khi bắt đầu buổi lễ thì con xin được trân trọng giới thiệu thành phần tham dự. Xin được trân trọng giới thiệu các thầy thuốc và các thành viên của phòng khám. Xin được trân trọng giới thiệu ông Ngô Văn Thuận là mạnh thường quân của phòng khám. Ông Trần Minh Giang, mạnh thường quân của phòng khám. Bà Lê Lan, mạnh thường quân của phòng khám. Ông Tô Phú Quế, giám đốc công ty trà Phú Quế. Cùng toàn thể quý bệnh nhân và người nuôi có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý bệnh nhân và người nuôi thân mến, thì hôm nay là cái buổi lễ mừng, chúc mừng cho 16 bệnh nhân đã hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị. Thì trước khi bắt đầu buổi lễ thì con cũng có một số nhắc nhở cho quý bệnh nhân là nếu như mà chúng ta có cảm thấy mệt, không được khỏe thì bệnh nhân mình có thể vào phòng của các thầy để mình nằm mình nghỉ ngơi. Còn quý bệnh nhân nào và người nuôi nào mình ngồi nổi thì mình có thể tham dự buổi lễ cùng với các thầy. Con cũng xin nhắc lại về cái chương trình in sách và chương trình làm đường để cho tất cả quý bệnh nhân, người nuôi cũng như là quý cộng đồng mạng được biết về tình hình như thế nào. Cái việc đầu tiên là cái chương trình làm đường, đó là thời gian vừa qua là trong 2 tháng là phòng khám cũng như là thầy Phạm Xuân Dũng cũng như là các thầy thuốc ở đây đã vận động nguồn kinh phí cùng với mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và ân nhân để tiến hành làm con đường ở trước phòng khám để phục vụ, trước tiên là phục vụ cho quý bệnh nhân đi tới đi lui từ nhà trọ vào phòng khám nó dễ dàng hơn, bởi vì có những chiếc xe lăn của quý bệnh nhân không có thể đi tới đi lui bình thường được mà phải ngồi, thì cái việc mà đẩy như vậy nó rất là khó. Cho nên là thời gian vừa qua thì cái kinh phí mà vận động để làm đường và cũng đã bàn giao cho bên đơn vị thi công theo cái thỏa thuận hai bên, thì chương trình dự kiến cái việc làm đường là 15 ngày bắt đầu từ ngày thi công, thì chương trình làm đường tới ngày hôm nay đã đổ đá và đã lu lèn do ảnh hưởng hai cơn bão vừa rồi và cơn mưa thường xuyên, cho nên là chưa có tráng nhựa, thì cũng nhờ vậy mà cho nên cái mặt đường á nó dẻ hơn,
nó giúp cho cái vấn đề mà độ lún đã lún được tốt hơn rồi. Thì sắp tới mà khi mà có cái thông tin chi tiết hơn về tuyến đường cũng như khi nào đã hoàn thành thì các thầy thuốc ở đây tụi con sẽ báo cáo lại cho quý Mạnh Thường Quân cũng như là quý cộng đồng mạng được biết. Và tụi con cũng đã đặt một cái bảng tri ân làm bằng đá để dán ở trước phòng khám nhằm kỷ niệm cái công trình này của quý ân nhân quý Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng với phòng khám ủng hộ cho bệnh nhân, cũng đã thông qua chính quyền địa phương đã được cho phép. Chúng con cũng xin thông báo như vậy. Còn về cái chương trình in sách thì hôm rồi do nhà xuất bản có ưu tiên cho các cái chủ đề liên quan về cái ngày 2 tháng 9 cho nên là cái sách mình đã được đưa lên nhà xuất bản và được phê duyệt để mà in. Thì phòng khám thầy thuốc tụi con rất là lo lắng là không biết là mình có kịp cái buổi lễ ra viện ngày hôm nay của các bệnh nhân để có sách hay không. Thì chiều hôm qua đó, buổi tối khoảng lúc 7 giờ thì chị Nguyễn Trang Nhung cũng như là anh Bùi Văn Thưởng đã có thông báo là sách đã về tới tỉnh Trà Vinh mình rồi. Thì chạy xe lên đó khoảng 20 cây để lấy, mà trong lòng rất là vui mừng bởi vì đây là cái thành quả mà cha Phêrô Nguyễn Văn Tường đã nghiên cứu ra trên tay con, chính là cái thành quả đó. Quý bệnh nhân và người nuôi chúng ta hãy dành một tràng pháo tay. Đây là quyển sách do các thầy thuốc biên soạn cùng với công ty cổ phần sáng tạo AQ, chủ biên Nguyễn Cao Thông và chị Nguyễn Trang Nhung biên soạn, cùng đồng thời đó là thầy Võ Duy Tiến, thầy Nguyễn Tấn Thanh, thầy Nguyễn Thị Hạnh và thầy Nguyễn Thanh Quý. Chúng ta hãy đứng lên cho quý bệnh nhân được biết ạ. Sở dĩ chúng con cầm được cái quyển sách này trên tay là nhờ vào công đầu tiên của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường đã nghiên cứu ra công trình này 20 năm, cũng như là trong cái thời gian đó cha đã dạy dỗ các thầy thuốc, cũng như cha cho phép các thầy thuốc ở đây biên soạn lại những cái nội dung liên quan về cha, cũng như là tất cả những cái phương pháp của cha và những việc làm của cha đều được chúng con ghi chép và biên soạn thành quyển sách này lúc cha còn sống. Và cái thời gian mà xuất bản lần đầu tiên là năm 2020 với 1.000 bản và đã phân phát cho tới tay đến nhiều các quý ông bà, cô bác cũng như là quý Mạnh Thường Quân. Thì cái quyển sách này ở phía sau để là sách không bán. Sách không bán có nghĩa là cho không, yêu thương và cho không. Thì lần này chúng con cũng tái bản lại với 1.000 bản và tụi con sẽ tặng cái quyển sách này cho bệnh nhân hoàn thành hỗ trợ điều trị ngày hôm nay, là có 16 bệnh nhân sẽ được nhận quyển sách này. Chúng ta dành tràng pháo tay chúc mừng. Bởi vì quý bệnh nhân đã hoàn thành chương trình hỗ trợ ngày hôm nay là nhờ công sức nỗ lực của quý bệnh nhân đã cố gắng với cái phác đồ của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, cũng như là lắng nghe các thầy thuốc ở đây đặt niềm tin vào đó và trân trọng cái thành quả mà mình đạt được. Thì tụi con sẽ trao tặng cho mỗi người một quyển. Giống như ở tháng vừa rồi tụi con cũng đã hứa cho các bệnh nhân nhận sách thì tụi con sẽ gửi qua đường bưu điện cho các bệnh nhân đó. Và quý ông bà Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm cũng như là những ân nhân đã gắn bó cùng với phòng khám này bắt đầu kể từ những ngày đầu tiên, cũng như là những ai mà đã từng gắn bó cùng với cha Phêrô Nguyễn Văn Tường để giúp cho cha trong những thời điểm khó khăn ở chị trước, thì tụi con sẽ lên danh sách
và trao tặng cho tất cả quý vị đó một quyển sách, giống như là đây là cái tấm lòng của các thầy thuốc muốn trao gửi những cái thành quả mà cha đã dày công nghiên cứu 20 năm, và tất cả đều được chứa đựng ở trong đây. Tất nhiên là tụi con không thể tặng hết cho quý ông bà bệnh nhân cũng như là tất cả mọi người trên cộng đồng mạng được, vì cái số lượng nó cũng có hạn. Và tụi con mong muốn làm sao cái quyển sách này nó sẽ tới tay được tất cả những người cần và trân quý cái quyển sách, và lan tỏa cái phương pháp của cha cũng như là lan tỏa cái tình yêu thương mà cha muốn gửi gắm ở trong đó. Và biết đâu được nhờ vào cái phương pháp mà động viên thêm tinh thần của người bệnh. Đương nhiên là cái công nghệ cháo nano, thảo dược nano hỗ trợ điều trị bệnh ung thư là phương pháp hỗ trợ điều trị không thay thế cho phương pháp điều trị của Tây y, nhưng nó cũng cung cấp cho mình một cái giải pháp để giúp cho những người bệnh có thêm cái sự lựa chọn. Nếu như mà ở Tây y các bác sĩ đã từ chối mình rồi thì mình có thể dựa vào đây để mình tìm ra cái phương pháp hợp với khoa học, hợp với sức khỏe của mình và mình áp dụng. Đó là điều mà chúng con mong muốn. Cũng xin rất là trân quý những gì mà mọi người đã đồng hành giúp đỡ cho tụi con để có được cái quyển sách ngày hôm nay. Một lần nữa xin được chân thành biết ơn. Bây giờ con xin được thông qua danh sách của 16 bệnh nhân. Thì trước khi thông qua thì sẽ thực hiện lại cái nghi thức mà cha Phêrô Nguyễn Văn Tường đã hướng dẫn cho tụi con, như một cái bày tỏ tấm lòng biết ơn mà 16 bệnh nhân ngày hôm nay đã hoàn thành. Thì chúng con cũng muốn tái hiện lại điều đó trước cha. Kính thưa cha Phêrô, kính thưa cha, sau một thời gian hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn bằng công nghệ cháo nano, thảo dược nano hỗ trợ cho các bệnh nhân ung thư, con xin thay mặt cho các y sĩ và phòng khám xin được kính trình cha Phêrô là người đã dày công nghiên cứu 20 năm để giúp bệnh nhân ung thư bằng phương pháp này. Khi đó cha Phêrô sẽ hỏi thầy rằng: Thầy có chắc chắn những anh chị em này đạt hiệu quả cao không? Kính thưa cha, sau một thời gian hỗ trợ điều trị, các y sĩ và phòng khám đưa bệnh nhân đến các bệnh viện lớn trong và ngoài tỉnh để kiểm tra tình hình sức khỏe của các bệnh nhân. Và sau khi xem xét kết quả hồ sơ của bệnh nhân, chúng con kết luận rằng các bệnh nhân đã đạt hiệu quả cao trong phòng khám. Xin được kính trình lên cha. Sau đây là thư ký của phòng khám, anh Nguyễn Văn Thành sẽ đọc thông qua danh sách các bệnh nhân đã hoàn thành. Xin được mời, kính mời anh. Kính thưa cha Phêrô, kính thưa quý thầy, kính thưa quý khách mời, nhà hảo tâm và cùng toàn thể bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Sau đây con xin thông qua danh sách 16 bệnh nhân đạt kết quả cao trong quá trình điều trị tại phòng chuyển trị học cổ truyền thuộc là công ty trách nhiệm hữu hạn Chánh Tường Yêu Thương Cho Con. Thì trong thời gian, trong lúc mà con đọc tên đó thì cô bác anh chị nào có tên mình đứng lên được không em? Thứ nhất xin mời anh Lý Ngọc Vĩ, 49 tuổi, quê Bạc Liêu, bệnh là ung thư bàng quang. Bệnh viện chuyển đoán ban đầu là bệnh viện Bình Dân, và bệnh viện chuyển đoán sau khi hoàn thành phác đồ điều trị là bệnh viện Đa khoa Minh Tâm. Và thứ hai là chú Lê Văn Hoàng, 55 tuổi, quê Đồng Nai, ung thư tuyến tiền liệt di căn xương, bệnh viện chuyển đoán ban đầu là bệnh viện Bình Dân, và bệnh viện chuyển đoán sau khi hoàn thành phác đồ điều trị là bệnh viện Đa khoa Trà Vinh. Thứ ba là mời chú Nguyễn Phi Sơn, 54 tuổi, quê Đồng Nai, ung thư gan, bệnh viện chuyển đoán ban đầu là bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện Nhiệt đới, và bệnh viện chuyển đoán sau khi hoàn thành phác đồ điều trị là bệnh viện Mỹ Hòa Hảo. Thứ tư mời cô Nguyễn Thị Đức,
68 tuổi, quê Con Tum, ung thư gan. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện chẩn đoán sau khi hoàn thành phác đồ điều trị là bệnh viện Chợ Rẫy. Thứ năm là mời cô Võ Thị Hạnh, 68 tuổi, quê Hậu Giang, ung thư phổi. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và bệnh viện chẩn đoán sau khi hoàn thành phác đồ điều trị là bệnh viện Mỹ Hòa Hảo. Thứ sáu là mời chú Nguyễn Văn Vinh, 59 tuổi, quê Đồng Nai, ung thư phổi phải. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Quân Y 175 và bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Bệnh viện chẩn đoán sau khi hoàn thành phác đồ điều trị là bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở 2. 7 là mời cô Đặng Thị Liễu, 74 tuổi, quê Nghệ An, ung thư hạch bạch huyết. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở 2 và bệnh viện chẩn đoán sau khi hoàn thành phác đồ điều trị là bệnh viện Đa khoa Trà Vinh. 8 là mời anh Nguyễn Thanh Cường, 42 tuổi, quê An Giang, ung thư gan. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện chẩn đoán sau khi hoàn thành phác đồ điều trị là bệnh viện Đa khoa Thiên Ân. 9 là mời cô Nguyễn Thị Bảy, 61 tuổi, quê Tiền Giang, ung thư đầu tụy. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Bình Dân và bệnh viện chẩn đoán sau khi hoàn thành phác đồ điều trị là bệnh viện Đa khoa Thiên Ân. 10 là mời cô Nguyễn Thị Vấn, 77 tuổi, quê Con Tum, ung thư ruột non. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở 2 và bệnh viện chẩn đoán sau khi hoàn thành phác đồ điều trị là bệnh viện Đa khoa Trà Vinh. 11 mời chú Nguyễn Văn Liệt, 65 tuổi, quê Cà Mau, ung thư gan. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Đa khoa Cà Mau và bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Bệnh viện chẩn đoán sau khi hoàn thành phác đồ điều trị là bệnh viện Đa khoa Thiên Ân. 12 là mời cô Nguyễn Thị Hằng, 67 tuổi, quê Cà Mau, ung thư phổi. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Đa khoa Cà Mau và bệnh viện chẩn đoán sau khi hoàn thành phác đồ điều trị là bệnh viện Đa khoa Thiên Ân. 13 là mời anh Nguyễn Xuân Yên, 46 tuổi, quê Phú Yên, ung thư gan. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện chẩn đoán sau khi hoàn thành phác đồ điều trị là bệnh viện Đa khoa Trà Vinh. 14 là mời chú Tạ Văn Diện, 60 tuổi, quê Hà Nam, ung thư phổi. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở 2 và bệnh viện chẩn đoán sau khi hoàn thành phác đồ điều trị là bệnh viện Đa khoa Thiên Ân. 15 là mời chú Đoàn Văn Hoàng, 69 tuổi, quê quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh, ung thư thận phải. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và bệnh viện chẩn đoán sau khi hoàn thành phác đồ điều trị là bệnh viện Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và cuối cùng 16 là mời cô Vũ Thị Siêm, 64 tuổi, quê Nam Định, ung thư vú. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện ca cơ sở 3 và bệnh viện chẩn đoán sau khi hoàn thành phác đồ điều trị là bệnh viện Đa khoa Thiên Ân. Và con vừa thông qua danh sách 16 bệnh nhân mà hoàn thành phác đồ điều trị vừa qua. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Thành đã thông qua danh sách của các bệnh nhân hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị. Tiếp theo là con xin mời bác Tô Phú Quế là công ty trà Phú Quế có đôi lời phát biểu cùng với bệnh nhân ngày hôm nay. Dạ, trước thì thầy Thành cho phép mình phát biểu, mình cũng có một chút bó quà để gửi đến cho bố thầy nhân ngày lần thứ hai tái bản quyển sách ứng dụng công nghệ chấm nano và thảo dược nano để hỗ trợ điều trị ung thư. Mời thầy Tiến, thầy Hạnh và thầy Quý, thầy Thâm cho mình gửi bốn phần quà kỷ niệm nhân ngày tái bản sách lần hai ạ. Dạ, mời. Đây là một phần quà tuy nhỏ bé nhưng mà nó mang rất ý nghĩa rất là lớn để nói lên cái sự đoàn kết và tương trợ lẫn nhau. Một lần nữa xin mời thầy cho thầy. Cảm ơn. Rồi, chúng ta có ai để cho mình thầy.
Chúc bốn thầy được nhiều sức khỏe và đoàn kết cùng nhau phát triển cho cái phòng khám này. Hy vọng một ngày nào đó khoảng 1.000 bệnh nhân về đây để cho các thầy đuối sức để mà phục vụ. Chứ nói với thầy quý hôm qua cái gì Xuân Dũng hỏi cái gì sao thầy quý không được được chạy là thử sát đi, cũng này có nghĩa là không nên chạy mà ở lại cố gắng bằng mọi sức, tại vì bốn thầy phải thực hiện theo đúng với cái bản mình đang gọi, đó là đối với bản thân ăn cây cỏ mà hạt giống và buông bỏ, đối với Thiên Chúa chúng con là đầy tớ của người, và đối với tha nhân còn yêu thương cho con và bảo vệ sự sống. Tôi hy vọng cái chữ này thì các thầy sẽ thực hiện đúng ạ. Và xin cảm ơn bốn thầy. Và để xin thầy Thanh vài phút mình tâm sự với các bệnh nhân hôm nay được về. Hôm qua không cái gì tôi ở Trà Vinh, nhưng mà tôi thấy có một cái clip các anh cô chú ở đây thì có vui không vậy? Tôi thấy có anh Thiện đó, nhưng mà anh Thiện và anh Thiện trai thì tôi thấy có vui không? Tôi thấy trên gương mặt ai cũng nở một nụ cười rất tươi. Mà tôi coi qua cái clip tôi cũng rất là vui. Vui vì các thầy sắp sửa, các bệnh nhân sắp sửa về được đoàn tụ. Bên cạnh vui đó thì tôi sẽ nhắn các anh chị, các cô chú cũng như những người đã về rồi đang ở tại nhà để thực hiện phác đồ điều trị, thì tôi nghĩ cố gắng giữ phác đồ. Tại vì theo tôi biết là có một số người do về do hoàn cảnh gia đình, rồi do tác động từ mọi phía không thực hiện đúng phác đồ, thì tôi nghĩ là có một số người điện về không giữ phác đồ, được điện về nói là cái bệnh nó tái phát lại, không dám điện cho các thầy ở đây. Vì lý do các thầy ở đây nói là chỉ một lần thôi, các người bệnh nhân nó hỏi chứ bây giờ làm sao bắt quấy. Tôi nói cái đó thì các thầy đã theo quy định rồi, thì các thầy ở đây chỉ hỗ trợ cho các bệnh nhân một lần duy nhất và chừa lại những lần sau. Tại vì mỗi một người bệnh nhân ra đây thì tôi nghĩ các thầy đi cũng như các mạnh thường quân tố rất là nhiều. Với hơn nữa tôi cũng nhìn thấy ngày hôm bữa Xuân Dũng mới về đây cách nay là 2-3 ngày vậy á, tôi có thấy Xuân Dũng tặng cho phòng khám mạnh thường quân, tôi thấy chỗ thầy Hạnh. Cảm ơn, tôi cũng rất là đau lòng thay mặt thầy Hạnh cảm ơn các mạnh thường quân. Con cũng cảm ơn các mạnh thường quân, thì rõ ràng thầy Hạnh nhận đây là nhận cho tất cả các bệnh nhân cũng như người hữu bệnh để hỗ trợ. Và cái điều mà tôi hy vọng là để các bệnh nhân ở đây mình đáp lại cái tình thương đó, thì mình cố gắng mình giữ phác đồ và mình có thể là mình ăn cây cỏ mà hạt giống mãi mãi tới khi mình về tới ông bà. Mà bên đạo Thiên Chúa nói là khi Chúa gọi con về thì tôi hy vọng chứ mình đừng bỏ ngang nửa chừng. Tại vì đây là một cái bệnh mà bên Tây Y người ta kéo dài sự sống cho các bệnh nhân tối đa là 5 năm mà tốn rất là nhiều kinh phí. Còn ở đây các thầy ở đây cũng cố gắng dành được kéo lại sự sống cho các bệnh nhân ở đây, thì mình cố gắng mình phải giữ đúng phác đồ. Về đường gì một cái lá trọng là nó. Với lại ngày 20 thì thầy Thanh có tư vấn cho một số ở đây, không biết là có nghe đủ hết hay không, thì không phải âm tính là nó đã hết bệnh ung thư, mà là chỉ tạm dừng lại đó và các anh chị cố gắng về giữ phác đồ. Chứ nếu mình bỏ ngang là tôi biết đó là mình bỏ ngang là cái bệnh này nó sẽ tái phát. Tại vì khi mà mình ăn thịt trái vô nó có lượng axit, nó sẽ sinh ra axit thì nó sẽ phát triển lại các tế bào, cái này là cái tế bào ung thư. Mà hiện tại đó, thì tôi mới vừa coi cái bài báo khoa học ngày hôm qua là tỷ lệ năm 24 này là ở đất nước Việt Nam mình nó là 200.000 bệnh nhân ung thư, và tỷ lệ chết cao nhất trên thế giới, tỷ lệ bệnh là đứng thứ hai trên thế giới và tỷ lệ cao đứng hàng số 1 trên thế giới, tới 77% tỷ lệ tử vong. Trên thế giới hiện tại bây giờ nó là 67% tử vong, còn Việt Nam mình là 77% tử vong. Đó là báo khoa học mới đưa ngày hôm qua. Thì như vậy là mình phải cố gắng, khi mà mình các thầy đã giúp cho các bệnh nhân đây vượt qua rồi thì mình cố gắng về mình phải áp dụng. Tôi nghĩ rằng là ở đây thì nhiều người nó nói ôi ăn rau củ quả nhiều khi nó không đủ, giống như đây là xin lỗi thầy Thanh nghe, thầy Thanh chỉ ăn củ quả mà cũng béo thì full luôn chứ có gì đâu. Thầy Hạnh cũng vậy thôi chứ đâu có gì đâu, chứ đâu phải là phải ăn rau củ quả đâu, không có sức khỏe đâu. Thì tôi hy vọng các anh chị đây cố gắng về giữ phác đồ. Và có một lần tôi hình như là tôi nhớ không lầm là cái nước đi luôn nước nào không, rồi tôi có xem á là cả một đất nước đó luôn
người ta ăn rau củ quả hạt giống, không ăn thịt động vật, cả cái thứ đó luôn, không có bệnh ung thư. Thì tại sao mình ở đây, mình nếu mình tránh được thì mình nên tránh, tại vì những cái trường hợp mà mình tránh được đó thì mình sẽ khỏi gây tai nạn. Giống như hai xe mà đi ra, nếu mà hai anh mà đụng nhau á là tai nạn, còn nếu hai anh mà lách qua khỏi là lách nạn. Còn nếu mà trường hợp mà cương với nhau mà đụng với nhau thì nó sẽ là gây tai nạn. Thì bây giờ mình đã biết cái đó là một cái bệnh rồi thì mình thôi mình ăn từ từ. Giống như ngày xưa tôi thật gì tôi cũng ăn hết, mà tôi nghiệt là thịt chó. Mà sau này á, là những cái người mà người ta ăn những cái loại thịt động vật vô càng nhiều đạm thì lại dễ, sau này dễ bị gút nè, dễ bị tiểu đường nè, rất là nhiều bệnh mà mình sẽ chuyển qua đó mình ăn đó. Thì tôi thấy có một số người á, người ta liên hệ với tôi, người ta mua những cái loại cây dây thì canh những cái những người mà không bệnh đó nha. Thậm chí là bây giờ nó ở Đồng Nai như là có nguyên một cái số luôn, có nguyên một số luôn là thực hiện không bệnh nhưng mà vẫn thực hiện ăn rau củ quả là cháo nên theo phương pháp của cha Tường. Tự động người ta không có bệnh mà tự động tan rồi, từ đó những cái bệnh gút, những cái bệnh đau nhức xương khớp, những bệnh tiểu đường là nó lại hết. Thì như vậy đó là một số cái ý kiến mà mình chia sẻ với bệnh nhân. Trước khi dứt lời thì mình cũng chúc cho 16 bệnh nhân được nhiều sức khỏe, về tùy theo công việc nặng nhọc gì đó mà mình cố gắng làm sao đó tạo cái điều kiện sống thoải mái để nó có sinh ra cái miễn dịch, nó đề kháng lại với các cái tế bào ung thư, để mà mình sống lâu, sống khỏe với con, với cháu, với gia đình. Xin chân thành cảm ơn ạ. Con xin cảm ơn bác Tô Phú Quế đã dành những cái lời rất là chân thành đến với các bệnh nhân đã hoàn thành ngày hôm nay. Tiếp theo con xin được mời bác Ngô Văn Thuận sẽ đại diện cho các mạnh thường quân, cũng như là hôm nay bác đến đây tham dự để bác chia sẻ một vài ý kiến cùng với chúng con. Con xin mời bác. Bác có tiền đồng không? Dạ, con xin chào cả phê rô nhân được. Dạ, xin chào các thầy, các cô, quân trị bệnh nhân hôm nay. Dạ, cái bên là xin chào các bệnh nhân hôm nay và những người có bệnh. Dạ, xin gửi gắm những lời cho các nhà hảo tâm, các nhà mạnh thường quân cố gắng chung tay góp sức để cứu giãn những bệnh nhân ung thư tất cả trên thế giới này. Cố gắng được nghe những lời hôm nay thì xin mời các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm cố gắng giúp đỡ cho các bệnh nhân ung thư để điều trị sớm về với gia đình. Hôm nay tôi cũng có lời chúc mừng cho những bệnh nhân ở nhà trọ của chú Định, dòng ở đây tất cả 7-8 người. Vậy hôm nay xin chúc mừng cho tất cả bệnh nhân đã hoàn thành, sau khi về đến nhà thì cố gắng cố giữ gìn những cái phác đồ của mấy thầy mấy cô ở đây chỉ dạy về để cho dài sự sống cho nó nhiều hơn. Dạ, xin chào thầy. Xin được cảm ơn bác Ngô Văn Thuận rất là nhiều ạ. Bây giờ con xin giải thích một ca bệnh nhân tiêu biểu cho quý ông bà cô chú biết được cái chương trình hỗ trợ điều trị như thế nào, thì tụi con sẽ cho bệnh nhân ra phòng khám. Anh chén như vậy. Con lấy, cảm ơn anh Keo rất nhiều. Con lấy một trường hợp nha, một trường hợp tiêu biểu trong 16 bệnh nhân đã hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị ngày hôm nay để con giải thích cho mọi người được hiểu cái kết quả như thế nào. Thì phòng khám sẽ cho bệnh nhân hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị. Thì con xin phép là che cái mặt tiền ở phía trước của mình để làm cái bản tư vấn. Thì con lấy một trường hợp, đó là của bác Nguyễn Văn Vinh, sinh năm 1965, quê ở Đồng Nai, bệnh ung thư phổi và phế quản. Xin mời bác Nguyễn Văn Vinh đứng lên để
cho mọi người cùng thấy ạ. Cái chương trình hỗ trợ điều trị của phòng khám được áp dụng nhằm mục đích là giúp cho những bệnh nhân ung thư ở giai đoạn muộn. Nó như thế này nè cô bác. Tại vì khi mà mình mắc căn bệnh ung thư thì cái điều đầu tiên là mình phải điều trị, mà điều trị chính thống hiện nay bằng phương pháp Tây y. Có nghĩa là khi mình được các bác sĩ làm sinh thiết hoặc là những cái phương pháp để chẩn đoán ra căn bệnh ung thư thì điều đầu tiên là mình phải điều trị. Đó là con nhấn mạnh nha, mình phải điều trị. Thì có thể là điều trị bằng phương pháp phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, trúng đích hoặc là liệu pháp sinh học, vân vân. Đây là phương pháp điều trị chính thống. Còn y học cổ truyền là phương pháp hỗ trợ điều trị. Mà phương pháp hỗ trợ điều trị thì không thay thế cho phương pháp điều trị nha. Y học cổ truyền thì không thay thế cho phương pháp điều trị. Cho nên là ở đây phòng khám, các thầy thuốc, học trò của cha Tường không khuyến khích bệnh nhân bỏ phương pháp Tây y để mà về đây nha. Quý ông bà, cô chú hiểu rõ giùm cho con. Để thôi, nếu nhiều khi không hiểu nói là các thầy thuốc ở đây lôi kéo bệnh nhân đi về đây hỗ trợ điều trị thì cũng tội nghiệp cho các thầy thuốc. Tại vì cái mục tiêu mà cha Phêrô Nguyễn Văn Tường nghiên cứu là nhằm mục đích là làm sao giúp cho những bệnh nhân mà mình đã đi điều trị Tây y rồi đó, đi Tây y điều trị rồi mà bác sĩ đã cho bệnh nhân hoàn thành cái chương trình mà hóa xạ trị hoặc là phẫu thuật xong, bác sĩ nói với bệnh nhân là các cô các chú là đủ liều rồi, hoặc là thôi về kiếm thuốc nam uống đi. Đó là những trường hợp mà phòng khám sẽ tiếp nhận, thay vì những bệnh nhân đó phải lặn lội nơi này nơi kia để mình tìm cái cây thuốc này tìm cây thuốc kia, hoặc là người này chỉ một bài người kia chỉ một bài rồi mình hoang mang, mình không biết mình uống như thế nào là đúng với cái sức khỏe của mình, với cái bệnh của mình. Thì cha mới nghiên cứu cái phương pháp này để giúp cho những đối tượng bệnh nhân mà Tây y không còn áp dụng nữa thì về đây. Và cái kết quả mà các bệnh nhân ở đây hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị, chắc có lẽ cũng các bác cũng mong muốn biết được như thế nào là kết quả tốt, và mình có thể trở về nhà với gia đình ha, để con giải thích cho mọi người, lấy một cái ca ví dụ tiêu biểu thì các ca còn lại cũng có kết quả tương tự như vậy. Thì ở đây con có kết quả đầu vào của bệnh nhân là tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Thì thường thì ung thư phổi phế quản á, thì mình các bệnh nhân hay gửi hồ sơ về cho con là tại kết quả tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thì ngày 12 tháng 6 ung thư phế quản phổi. Ung thư phổi đó, ung thư phổi phải nha, cái thị trên của phổi phải là một, cái thứ hai là hội chứng tắc nghẽn hô hấp độ nặng, và cái thứ ba là nang gan. Đó là những cái bệnh lý song hành với cái bệnh lý gốc là ung thư phổi. Bây giờ con hỏi bác nè, hiện tại bác cảm thấy sức khỏe bác như thế nào? Bác có thở tốt không hay là khó thở? Thở bình thường. Chúng ta dành một tràng pháo tay cho bác. Hội chứng tắc nghẽn hô hấp độ nặng ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đã chẩn đoán. Có nghĩa là khi mà vào đây bác cũng khó thở, chứ không có phải dễ thở như bây giờ đâu. Rồi bây giờ thì kết quả như thế nào mà phòng khám dựa vào cái tiêu chuẩn đó để cho bệnh nhân hoàn thành nha. Thì hồ sơ đầu vào là ngày 12 tháng 6 năm 2024. Thì cái hồ sơ sau là bác có đi bệnh viện ung bướu cơ sở 2 đó, là ngày 28 tháng 8 năm 2024. 28 tháng 8 2024
2024. Con giải thích một chút về cái kết quả đầu vào của bệnh nhân. Khi mà bác tới đây á, trong cái giấy sinh thiết á, là carcinoma biệt hóa cao. Đó, biệt hóa cao nha. Thông thường á, khi mà làm sinh thiết á, bệnh nhân sẽ được chẩn đoán ra, ví dụ như trong trường hợp ung thư phổi phế quản, kiểm tra là carcinoma, là ung thư tế bào biểu mô á. Ở đây là tế bào không nhỏ nha. Tế bào không nhỏ, không tế bào nhỏ đó, không tế bào nhỏ. Có hai dạng. Đối với bệnh ung thư phổi nè, phổi và phế quản nè, thì các bệnh nhân được làm sinh thiết sẽ được chẩn đoán là mắc cái bệnh ung thư phổi tế bào nhỏ hoặc tế bào không nhỏ. Tại vì hai cái dạng này nó khác nhau. Rồi, vậy mời bác lên đây ngồi để cho mọi người được nhìn thấy nha. Rồi, mời bác ngồi. Cái dạng mà ung thư phổi tế bào nhỏ đó thì chiếm tỷ lệ ít hơn, xuất hiện ít hơn, có 15% là cái trường hợp được thấy thôi. Còn lại là cái ung thư phổi tế bào không nhỏ đó, tế bào không nhỏ đó, tế bào nhỏ nè, tế bào không nhỏ, không nhỏ là tới 85%. Mà nếu như rơi vào tế bào không nhỏ thì cái tiên lượng á, nó sẽ phát triển chậm hơn là tế bào nhỏ. Tế bào nhỏ nó phát triển rất nhanh, còn tế bào không nhỏ nó phát triển chậm hơn. Cái thứ hai nữa là biệt hóa nè. Bác sĩ cũng dựa trên cái biệt hóa, ví dụ như biệt hóa cao, biệt hóa vừa hoặc là biệt hóa kém. Thì trong ba cái biệt hóa này thì cái biệt hóa cao là nó phát triển chậm. Tiên lượng nha, chứ không phải tất cả trường hợp đều như nhau. Bác sĩ dùng để dựa trên đó để mà kiểm tra, theo dõi là tiên lượng, tiên đoán trước. Cái kết quả là sau một thời gian, ví dụ như bệnh nhân ung thư đó là biệt hóa cao, một bệnh nhân ung thư cũng là ung thư phổi phế quản mà được chẩn đoán là biệt hóa kém, thì cái biệt hóa cao này nè sẽ phát triển bệnh chậm hơn so với biệt hóa kém, trung bình là biệt hóa vừa đó. Cho nên là khi mà bác được chẩn đoán là biệt hóa cao carcinoma và rơi vào nhóm tế bào không nhỏ thì mình cũng có thể tiên lượng được, các thầy cũng có thể tiên lượng và bác sĩ cũng vậy, tiên lượng được là tốc độ chậm đó. Rồi khi mà bệnh nhân ở tại ung bướu cơ sở 2 kiểm tra ra cái gì, cái thời gian ban đầu á, cái khối u là kích thước là 40 mm, còn thời gian sau kiểm tra cái CT scan là 2 chấm, ca phổi, ung thư phổi đó, cái phổi ở thì trên á là 30 mm. Chúng ta dành một tràng pháo tay cho bệnh nhân. Cái điều đầu tiên nằm ở chỗ này nè. Thông thường thì cái khối u á, nó sẽ phát triển mỗi ngày, nó mỗi lớn lên, nó tăng dần kích thước chứ nó không có giảm. Nó chỉ giảm khi nào? Khi là đã điều trị tây y, ví dụ như vô thuốc hoặc là xạ trị hoặc là phẫu thuật, thì có thể cái kích thước của nó sẽ thay đổi, nó sẽ giảm hoặc là sẽ loại bỏ cái khối u đó đi. Thì cái thời gian trước á, bác có vô quá chất rồi, nhưng mà cái thời gian vô xong á, thì không có tiếng, không thấy nó có dấu hiệu giảm mà vẫn tăng. Nhưng mà tại sao khi xuống đây trong thời gian tiếp theo mà cho tới hôm nay là nó từ 40 mà nó giảm xuống 30? Nó có hai trường hợp xảy ra. Một là do cái thuốc quá chất của bệnh viện Tây Y đã áp dụng cho bác, cái thời điểm mà mới vừa áp dụng với mới vừa vô thuốc xong, nó chưa có tác dụng, nó chưa có hiệu quả. Và tới khi xuống đây, trong một thời gian mình hỗ trợ điều trị, thì trong thời gian đó cũng là thời gian tác dụng của thuốc hóa chất, nó có tác dụng lên bệnh nhân, dẫn đến cái khối u này nó giảm. Và cái trường hợp thứ hai là do cái đáp ứng cái thảo dược của bệnh nhân đối với cái phương pháp của cha mà làm cho cái khối này nó giảm. Ở đây tụi con phân tích nó rõ ràng, có nghĩa là con không nói phương pháp của cha là hoàn toàn tốt, mà mình phân tích làm hai. Có nghĩa là mình phân tích cái kết quả tại bệnh viện có khả năng là nó tác động, nó hiệu quả sau một thời gian vô thuốc,
chứ không phải là vô thuốc là có những trường hợp là phát huy tác dụng liền, mà có khi tới cái thời gian, một thời gian ví dụ như 5 tháng, 6 tháng sau nó mới có tác dụng. Đó, cho nên thì con cũng giải thích nha, chứ không phải là con nói nha, nếu mà mình chỉ cần mình một chút nó không có minh bạch thôi là con sẽ nói đây là kết quả của phòng khám có được trên bệnh nhân, chứ không phải kết quả Tây y. Nhưng mà con phải phân hai, đó là kết quả của Tây y nếu như mà cái thuốc đó tác dụng lên bệnh nhân trong một thời gian. Tại vì mới vô thuốc xong bệnh nó vẫn tiếp tục tiến triển tiếp thì mình không biết là bao lâu nó mới có tác dụng trên thuốc hóa chất, và có phải là do đáp ứng thuốc hay không. Cái thứ hai nữa là bác trước đó bác có hội chứng tắc nghẽn hô hấp độ nặng ở bệnh viện chẩn đoán, thì hiện tại trên CT là không có, không còn. Kết quả chẩn đoán tại bệnh viện Ung Bú cơ sở 2 là không có hội chứng tắc nghẽn độ nặng nha, có nghĩa là không còn cái hội chứng đó nữa, không còn hội chứng tắc nghẽn hô hấp. Đó là lý do tại sao mà bác cảm thấy thở bình thường giống như hiện tại, đó là bác không còn hội chứng này nữa. Và cái nang gan, cái nang gan này dựa trên cái kết quả chụp siêu âm của bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, có nghĩa là bác đi hai nơi, một là cơ sở Ung Bú cơ sở 2 và bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai ngày 16 tháng 8. Ngày 28 tháng 8 là bác đi bệnh viện Ung Bú, trước đó là bác đi bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai kiểm tra cái siêu âm thì cái nang gan là không thấy nha. Gan cấu trúc đồng dạng, gan không to bờ đều, có nghĩa là không thấy cái nang này luôn. À, như vậy chúng ta dành một tràng pháo tay dành cho bác. Và cái dấu ấn xếp ra 21-1 của ung thư phổi tế bào không nhỏ đó, xếp ra cái viết này nó gần hết mực rồi. Cái ung thư phổi tế bào không nhỏ nó có hai dạng nha. Ví dụ như ung thư phổi tế bào nhỏ sẽ sử dụng cái NFE và CEA. Còn cái ung thư phổi tế bào không nhỏ sẽ sử dụng xếp ra, chứ không phải ung thư phổi nào cũng xài một loại đâu. Cái dấu ung thư nó chia làm hai loại vậy đó, 21-1 và CEA. Đây, cái nhóm mà sử dụng cho cái bệnh lý của bác là đây. Thì cái CEA xếp ra, chứ xin lỗi, xếp ra 21-1 và CEA nằm trong ngưỡng âm tính. Vậy thì cái kết quả của bác, thứ nhất là cái khối u nó có giảm về mặt kích thước. Cái thứ hai là những bệnh lý nền nó bắt đầu nó tan biến dần, không còn phát hiện ở trên kết quả mới nữa. Mà cái thứ ba là những dấu ấn ung thư nằm trong ngưỡng âm tính nè, và nó không thấy biểu hiện di căn. Biểu hiện di căn là phòng khám đã hoàn thành cái chương trình hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn dành cho bệnh nhân. Vậy thì ở đây các thầy không có nói là các thầy điều trị tốt, mà ở đây các thầy nói là các thầy có hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân. Mà kết quả này trước đó bệnh nhân có can thiệp Tây y rồi, mà có thể là chưa có phát huy thuốc của Tây y thôi, của thuốc hóa chất của bệnh viện thôi, hoặc là đã đáp ứng cái thuốc của mình tốt, thì cho nên là cái hồ sơ ban đầu là nó có những cái triệu chứng này và những bệnh lý này, về sau là không có những bệnh lý đó. Cho nên tụi con cho bệnh nhân hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị, nhưng mà cũng như thầy Quý nói có dặn đó, về nhà mình phải giữ phác đồ, cũng như là bác Quế nãy cũng có nói, mình phải cố gắng mình giữ cái phác đồ của mình. Tại sao? Bởi vì ngày hôm nay mình đạt được cái kết quả này là mình tốt hơn so với cái ngày mình mới vô. Và cái tiếp theo nữa là do mình thời gian vừa qua đó là các thầy thuốc ở đây áp dụng cho bệnh nhân cái chế độ ăn theo phương pháp của cha và đưa cơ thể về kiềm hóa. Kiềm hóa có nghĩa là đi về kiềm hóa, thì cái bệnh ung thư nó cũng có thể nó dừng lại.
giống như nãy thầy Quý cũng có chia sẻ một chút, có lẽ thì cái ý thầy Quý có thể nhiều người sẽ hiểu không có đúng, là giống như là sao thầy nói về khoa học mà lại liên quan về nhiều vấn đề công giáo, thì đó là niềm tin của thầy thì chúng ta tôn trọng. Nhưng mà thầy cũng có nhắc đó chính là cái khoa học á, thì hiện tại khoa học vẫn còn đang mỗi ngày có những cái khám phá mới, mình chưa đi đến cái giới hạn cuối cùng của khoa học đâu. Có nghĩa là những cái điều mới được khám phá thì cái khám phá mà con người mình càng càng tìm ra, các nhà khoa học tìm ra, đó là tế bào ung thư nó sẽ phát triển trong môi trường axit mà nó sẽ được khống chế trong môi trường kiềm. Như vậy thì mới dặn bệnh nhân là không được phép chủ quan. Mặc dù hôm nay mình ngồi đây, mình được cái kết quả tốt giống như các bác Vinh đã có, thì khi mình về nhà, mình phải giữ. Hôm nay mình đã có được, quan trọng mình có trước đã, rồi kế tiếp là mình phải giữ được kết quả đó. Để muốn được giữ được thì mình về nhà mình tiếp tục ăn thực phẩm kiềm hóa. Còn nếu như về nhà mà bệnh nhân ý lại vào sức khỏe của mình, hôm nay tôi khỏe quá, tôi ăn chút không sao, nhưng mà một ngày một chút, ngày mai một chút, ngày mốt một chút, ăn thịt, ăn cá vào, nó sẽ đưa cơ thể trở về môi trường axit. Như vậy thì đây là môi trường thuận lợi để tế bào ung thư phát triển. Thì hôm nay tốt như vậy, ngày mai mình ăn lại, mình quay trở lại đây, thì liệu các thầy có nhận mình nữa hay không? Đương nhiên là các thầy cũng còn lo cho các bệnh nhân khác nữa, cho nên các thầy sẽ không giúp trong những trường hợp này. Còn nếu như trong trường hợp mà bệnh nhân mà giữ đúng phác đồ nè, mà các thầy thường xuyên hỏi thăm bệnh nhân về nhà khỏe không, bệnh nhân nói chú có đi kiểm tra sức khỏe như vậy, thì nhờ tụi con coi dùm kết quả, ví dụ như gửi cái kết quả đó cho tụi con coi, ví dụ như mình khám bệnh tại bệnh viện á, ví dụ như hôm nay là mình ra viện, rồi tới khi mà mình 3 tháng sau, 6 tháng sau mà mình đi khám tại bệnh viện, bác sĩ đã tư vấn mình rồi, mà mình muốn được xin thêm ý kiến của các thầy thuốc ở đây, thì cứ mạnh dạn gửi cái đó qua, tụi con sẽ tư vấn cho mình hiểu thêm để mình điều chỉnh cái cách ăn uống cho nó đúng với phương pháp của cha. Như vậy thì cái kết quả nó sẽ được giữ được lâu hơn, như vậy thì tốt hơn so cho với cho mình. Vậy thì bệnh nhân về nhà cố gắng phải không ăn nữa, phải giữ phác đồ. Lưu ý giùm con nha. Rồi thì cái phần giải trình của con tới đây kết thúc. Xin mời bác về chỗ ngồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ trao giấy chứng nhận cũng như là những món quà đầy ý nghĩa đến với các bệnh nhân vừa được hoàn thành hỗ trợ điều trị. Con xin mời bác Lý Ngọc Vĩ, bác Nguyễn Phi Sơn, cô Nguyễn Thị Đức, ai có tên thì xin mời bước lên phía trước để chúng con trao tặng giấy chứng nhận. Bác Nguyễn Văn Vinh, bác Đặng Thị Liễu, bác Nguyễn Thanh Cường, bác Nguyễn Thị Bảy. Xin mời thầy Võ Duy Tiến, thầy Nguyễn Thanh Quý, thầy Phạm Xuân Dũng, thầy Nguyễn Thị Hạnh, thầy La Thị Tứ Mai và cô Lưu Thị Úc lên trao cho các bệnh nhân. Cái món quà đầu tiên mà bệnh nhân nhận đó chính là giấy chứng nhận mà bệnh nhân đã hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị. Xin chúng ta dành một tràng pháo tay chúc mừng cho các bệnh nhân. Và mỗi bệnh nhân khi ra về sẽ nhận được một phần quà, đó là trà thảo mộc, mà bệnh nhân sẽ nhận được một tháng trà thảo mộc. Xin mời cô Lê Lan lên trao phần quà. Đủ chưa? Xin mời bệnh nhân Nguyễn Thị Vấn. Cô lên đứng bên đây. Cái phần quà kế tiếp chính là mỗi bệnh nhân sẽ nhận được một quyển sách.
đây là cái thành quả của cha đã nghiên cứu ra mà các thầy có thời gian ở cùng cha học hỏi và biên soạn lại, mà hôm nay các bệnh nhân này xứng đáng để nhận được cái quyển sách này vì có sự cố gắng nỗ lực cho tới ngày hôm nay. Chúng ta dành một tràng pháo tay chúc mừng cho các bệnh nhân. Và khi ra về, mỗi bệnh nhân sẽ nhận được một chai dầu nước xanh, món quà tuy nhỏ nhoi nhưng chứa đựng tấm lòng của các mạnh thường quân. Ở đây mạnh thường quân ở đây giúp đỡ là cô bé và cô hai ở tại Úc, có theo dõi bệnh nhân trong thời gian điều trị mà muốn tặng một món quà gì đó trước khi ra về, thì xin chúc mừng cho các bệnh nhân ngày hôm nay. Và xin mời chúng ta về chỗ mà để con sẽ đọc tên kế tiếp. Xin mời bác Nguyễn Văn Liệt, xin mời bác Nguyễn Thị Hằng, xin mời bác Nguyễn Xuân Yên, xin mời bác Tạ Văn Diện, xin mời bác Đoàn Văn Hoàng và cô Vũ Thị Xin. Xin mời anh thầy Trì Văn Keo, xin mời bác Ngô Văn Thuận, xin mời bác Trần Minh Giang, xin mời cô Lê Lan. Rồi xin mời anh Nguyễn Văn Thành trao quà cho bệnh nhân. Anh bên trong. Xin mời anh Bùi Văn Thưởng ạ. Đây nè, không thảo gì nữa. Chúng ta dành một tràng pháo tay chúc mừng cho các bệnh nhân vừa được hoàn thành. Xin mời tất cả về chỗ ngồi. Đúng chưa? Ủa sao không? Đúng chưa? Còn nhiều vậy? Còn sách chưa? Sách tặng chưa? Sách mỗi người được một quyển sách. Rồi xin mời các cô chú về chỗ ạ. Con xin mời cô Vũ Thị Xin sẽ có đôi lời phát biểu khi mà được nhận cái món quà như vậy, thì không biết là cảm nghĩ của cô, cảm xúc của cô như thế nào. Xin mời cô bước lên phía trước để chia sẻ cái cảm nghĩ của mình. Vâng, trước tiên con cũng xin giới thiệu về bản thân con. Thưa cha, con tên là Vũ Thị Xin, con năm nay 65 tuổi, quê con ở Nam Định. Trước hết, con xin tạ ơn Chúa và con xin cảm ơn cha, cảm ơn các thầy thuốc, các cô, toàn bộ các nhân viên trong phòng khám, cảm ơn các mạnh thường quân trong và ngoài nước và các người bệnh người nuôi lời chào trân trọng nhất. Thưa cha, con ở Nam Định tới Trà Vinh, con như là một người đuối nước vớ được cọc, con như là một người vô học đã tìm tới thầy cô. Nhờ cháo nano, nay con đã đánh tan bẩn. Thưa cha, con chỉ tiếc rằng ở đời dao sắc không gọt được chuôi. Thưa cha, thời gian của chương trình có hạn, con xin dừng lời tại đây và xin kính chúc các quý vị trong toàn phòng khám lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Vâng, xin cũng không quên xin cảm ơn bác Thuận, chủ nhà trọ rất là ưu ái. Nhà trọ vừa mát vừa rẻ tiền, hầu như gần như cho không.
em cũng không biết nói gì hơn và cũng biết chỉ lời. Xin cảm ơn bác và chúc bác gia đình mạnh khỏe. Em xin hết ạ, xin cảm ơn. Vâng. À, xin được cảm ơn cô Vũ Thị Sim rất là nhiều. À, bây giờ mình con xin ít. Mời cô Võ Thị Hạnh lên nhận giấy chứng nhận. Con xin thông, xin mọi người thông cảm cho con tại con đọc sót một cô. Do hồi nãy con bị sót, xin mời thầy Võ Duy Tiến lên để trao quà cho cô nha. Con xin mọi người thông cảm tại vì con đọc lên tên bị sót. Rồi sẵn có cô ở đây rồi, con cũng muốn nghe cái cảm nghĩ của mình như thế nào trong buổi ngày hôm nay, thì con cầm giùm cho cô. Chính là nguyên định quá. Bây giờ là quý tài cô, quý bệnh nhân, có đến đây ba tháng Đức Chúa trời mình sơ xuất không đáng có. Chúng con xin mời tất cả quý đồng nhân cùng hướng về Chúa để làm tạ ơn một lần trước tiên. Chúng con đại diện dân Chúa nhân từ cho linh hồn cha các con được lên cao nghỉ ngơi trên thay mặt với Chúa trời sẽ mang vui vẻ vô cùng amen. Nhân cha là con và thánh thần amen. Bây giờ xin mời quý bệnh nhân ngồi yên tại chỗ để cô Hạnh sẽ đọc tên và bệnh nhân mình sẽ nhận gạo nước thuốc để ra về.